thân một mầm một hoa. 6 lá. Cởi đóng đi. Nó làm dớn nhá. Ừ. Nó đã đánh làm. Ừ. Làm tạm thôi, không làm tạm ít được. Làm xay khoảng 2-30 bao hết mình lại làm tiếp nhỉ. À. Không có nghĩa là xay ra nhiều nó hao lắm cơ mà. Không, cứ xay nếu mà tiện thì xay hết đi. Xay hết đi thì mang về nhà em luôn. Có nghĩa là để này nó sát cái tấm lợp này nó hao nhanh ấy. Không sợ. Sợi bé. Hao hao, nó quan trọng đâu. Tao phải nâng giá đi. Cái này không làm dún dĩa dấn bảng thì bán dấn cộng nó nhẹ nhàng. Ừ. Dún dĩa dấn bảng nó khó tính lắm. Kiểu cái nặng ngắn nhẹ ấy. Ừ đúng. Cái khó quá này. Bài hôm nữa thì xay khoảng 2-30 bao không có cái bán là lại vào ruộng. Vào ruộng xong xuôi thì bắt đầu lại làm tiếp. Ở trong cũng muộn qua bắt đầu cấy rồi. Ở trong kia thì họ cấy nhanh hơn. Bắt đầu thấy nhà em, nhà em thuê bừa theo kiểu thuê máy bừa ấy. Ừ. Bây giờ phải bừa tay rồi. Có một số nhà ăn bừa tay. Nhưng giờ họ có người ta... châu. Hả? Bừa tay họ có châu. Không bừa máy cày thôi. Bây giờ không ai bừa châu rồi. Trong xã em giờ không ai bừa châu. À thế à? Thế châu trong... giờ chỉ có bừa lương thôi. Ừ. Thế trong kia chỉ tỏ là nhanh hơn ngày này đấy. Máy bình thường thì ngày nào bình ngày thường thì nó đi chở đá, chở gỗ. Cái ngày cấy lại mang về làm cày ruộng. Người ta có nghĩa là bây giờ cái suy nghĩ của người ta cũng cao hơn rồi, không phải như ngày xưa ăn tí bát cũng chuối thật đâu rồi. Về có vội trong ruộng rồi chị. Nhàn, mai kia chỉ cần thuê máy múc làm 2 tiếng là cạo hết xong. Thế à? Ừ. Bừng lấy người phá, có người phá vừa nhục vừa nhiều công. À. Vừa rồi chị thuê một ngày hết hơn 2 triệu là chị cạo hết tất cả cái bãi chị luôn. À. Ừ, vì là bán trâu đi là không còn nữa. 2 triệu. Ừ, nhàn. Hơn 2 triệu mà. Nó lấy máy cày về cày à? Máy ủi ghê. À. Cào thành ấy, cào hết cái gốc dồn vào một chỗ xong bắt đầu là mình lại cày đi. Lại lấy cái tất về san bằng vào cái chỗ cỏ gốc dồn ra một chỗ. À. Vừa nhà. Không, không trồng nữa, không trồng cỏ voi nữa. Là mình không trồng nữa, khi nào mình không trồng nữa mình phá đi là thế là thoải mái. À. À bây giờ nhà chị là không nuôi trâu nữa nhỉ? Không. Bây giờ nhà chị không nuôi nữa. Bây giờ bọn trẻ đi học cũng không làm được nữa đâu. Ờ. À, đúng rồi. Nếu mà nuôi nuôi con bò nó ăn ít hơn. À. Nuôi con trâu nó ăn lắm lắm. Nhà chị Thành làm mấy à, cái ruộng cỏ lấy chỗ gần đường nhất là mấy trời trồng cỏ. Ừ, tiện. Đến khi chiều tối đi chặt bó là chở lên xe nó nhàn. Ngồi bác, hai bác ở lên xe. Bác, hai bác chạy lên đường. 50m là đến đường rồi. Ừ. Nó nhàn gì ạ? Ừ, còn ở xa bác cái cỏ nó nặng lắm. Ừ, cỏ nặng gì? Nó ngấm nước. Mà mai chăn thì hôm nay phải chặt rồi. À. Không nó ngấm nước kia nó nhiều đạn nó bị nữa. À. Càng non càng đi ấy. Cho nên là lấy về cứ để nó xe xe cái nước đi. Ừ. Thì là thoải mái. Đang thế. Kiểu gì cũng phải gặt ừ. Chặt trước một ngày. Ừ. Lúc bước đầu á mới tốt kia, có ấy đâu có biết đâu. Cứ non thế càng... là cho nó ăn non. Ô lồi 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 tụi mỗi lần đi dọn phân chết. Nó ỉa tuét tuét ra. Có lúc đang dọn dọn nó còn tuét vào người mình. Xong bây giờ nhàn rồi, nó cho ngô cho cá vào lẫn này. Nó lớn. Nó không như trước nữa rồi. Bây giờ họ cũng có cả cái họ mua men vi sinh hiệu. Men vi sinh nè, cái bá bia. Ừ. Bá bia ấy. Bia nó xuống mắc cả đấy. Được nhỉ.
Chăn nuôi gia súc bây giờ ấy nhàn rồi, công nghệ máy móc nhiều nó không vất vả đâu. Mà không hề bây giờ là nuôi ấy rồi, nuôi công nghiệp nhiều. Lúc trước là toàn lấy về để chủ yếu là sức kéo. Ôi trong cháu hôm qua cháu đi hái chén đến cái nhà nuôi hai chục con trâu đấy, vẫn do dắt bộ ở đường đấy. Ừ, là bỏ một người đi chăn là vừa. Một ông già 60. Kia đi. Cái kia người ta có nhiều thì người bỏ công chăn thì người ta không cần đầu tư nhiều. Còn mình nuôi vỗ bán thì mình phải đầu tư. À. Đầu tư mà thu nhanh hơn. Cái kia người ta cứ chăn rông chăn dài, người ta có người người ta cứ đi chăn thôi. À. Ăn nhiều hay nhỉ? Ừ. Ăn cỏ uống nước lá thôi. Đúng là cỏ uống nước lá thì ừ, riêng con trâu, con lợn là phải đầu tư nhiều. Con trâu thì chỉ đầu tư cái vốn ban đầu thôi. Nếu mà chăn cỏ đông thế. Như mẹ chị, bố mẹ chị trong lán vẫn nuôi thế mà. À. Ngày tháng đầu chiều đi chăn, tối mang về. Được nhỉ. Qua là nó không ra nhiều tiền đâu, mình có ít đâu nó không ra tiền đâu. À. Cứ tầm 5 con là có tiền đấy nhỉ? Ừ, 5 con thì sẽ có. 5 con với điều kiện cho cái là nó hay đẻ. À. Vừa chăn vất vả vừa. Nó hay đi động, khổ lắm. À. Qua em về sớm không? Qua. Ừ. À, như là 6 giờ. 6 giờ. Trên 6 giờ về. Qua chở 80 cân ra, bây giờ xe nghỉ rồi. Ừ, không có xe nhỉ. Xe. Nó nghỉ rồi. Xe vào lên thu tiền xong mà gửi luôn cái bao đấy, Sơn Thu. Ờ, đâu phải chưa đây. Không thấy Sơn Thu trắng cơ. Có thể Sơn Thu trắng. Sơn Thu trắng đói việc lắm, không có việc đâu. Hôm trước lên đi, có mấy cái cửa cuốn kia không có cái gì, cái hôm gửi bà tới. Bà Hoa. Ngày xưa Sơn Thu mạnh lắm, cái thằng trẻ. Mày thấy thu mặt đấy. Bây giờ thời thế thay đổi nhỉ. Cái hàng nông sản ấy, bọn măng kiến với cả lúc nào cũng đầy kín xe lúc về ấy. Người chả cần người mấy đâu nhưng lúc nào cũng kín xe. Bây giờ thì càng ngày càng nhiều xe ấy, làm khó. Ngồi trước cái hồi Sơn Thu làm nó gọi thưởng khách lắm, thích thằng đéo thằng mình cho gửi luôn. Đông khách mà. Cái thằng Sơn Thu vàng nó tế nhị hơn. Cái vàng nó cái thằng chủ thôi mà có